máy phun sương cao áp Takio TK3X là dòng máy hỗ trợ cho bình xịt côn trùng bằng điện phun được xa, sẽ giúp cho không gian và các trang thiết bị cần sát khuẩn được hiệu quả và nhanh chóng hơn, nhờ đó giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí và sức lao động. Máy có hệ thống cánh quạt xoay và bếp phun hoa sen, giúp khi phun nước sẽ có dạng sương và khoảng cách phun được xa và đều hơn. Máy có cấu tạo đơn giản bao gồm nút khởi động, bếp phun chỉnh tia, cánh quạt và dây nối nước bình xịt điện. Máy được thiết kế bằng chất liệu nhựa cao cấp, an toàn không độc hại, không mùi, độ bền cao. Trọng lượng nhẹ và di động, dễ mang theo và dễ sử dụng. Máy phun chuyên dụng phòng dịch khử khuẩn sương mịn, độ phủ bề mặt cao. Được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp và lâm nghiệp, giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng diện tích phun, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.